Xin giới thiệu với các bạn là cái bộ vô lăng chế xe ba bánh, tức là chuyển từ tay lái ghi đông sang tay lái vô lăng, có trợ lực cơ, nó bằng hộp số trục vít. Một số các cái kích thước bên em sẽ giới thiệu chi tiết để cho các bạn hoặc các bác có nhu cầu về chế có thể tính toán lắp đặt. Để tránh mua hàng về nhà không lắp đặt được, chi phí vận chuyển nó đổi trả và nó không theo ý muốn, thì mình sẽ giới thiệu cụ thể từng chi tiết một. Về cái vô lăng thì có đường kính là 39 cm. Đấy. Cái phần chốt định vị khớp lối với vô lăng thì nó có đường kính trụ bắt vào vô lăng là 13 mm, 13 mm, và nó có nhiều răng nhé. Cái phần trục xoay thanh đòn kéo cái đằng trục càng giảm xóc trước của thằng ba bánh ấy có đường kính là 30 và cũng sử dụng nhiều răng nhé. Thì các bạn mua đồng bộ thì không cần để ý cái kích thước này vì nó lắp đặt vừa hết. Có cái kích thước này là các bạn phải để ý này, thì cái kích thước này là nó sẽ lắp thẳng vào với cái bốt trụ lái của cái thằng ba bánh hiện tại của mình ấy. Thì là cái này nó là trục côn này, trục côn này là côn 29, côn 28, 26 và dùng rãnh then nhé. Đấy. Thì nguyên tắc hoạt động của nó ấy, thì khi các bạn đánh cái vô lăng này thì cái trụ này nó sẽ xoay qua xoay lại như thế này. Đấy. Xoay qua xoay lại thì nó sẽ kéo cái thanh đòn này và nó bắt vào với cái trụ lái vô lăng. Ví dụ như cái xe của mình là đang thẳng hướng về phía trước như thế này thì cái trụ các bạn bắt như thế này, thì khi các bạn kéo thì nó kéo qua xô về phía bên này. Đấy, nó sẽ bẻ lái như này. Đấy, thì các bạn là tự hình dung ra, đối với những các bạn chưa lắp đặt hoặc chưa được nhìn thấy thì về nguyên tắc là như thế, còn những ai mà đã nhìn thấy họ lắp cái này rồi thì nhìn cái là biết ngay. Đấy, cái này là bánh vít trục vít và đánh hết lái từ bên trái qua bên phải là 4,5 vòng. Đấy, các bạn nghe rõ nhá, được 4,5 vòng. Một quá trình đánh hết lái thì tất nhiên có thể nó sẽ không dùng hết 4,5 vòng, cái đấy là tùy thôi. Đấy, thì có hai cách, một là các bạn bắt dọc như thế này, hai là các bạn bắt ngang và các bạn kéo về đằng sau. Đấy, thì nó sẽ bẻ lái về như này. Đấy, thì nó sẽ xoay được cái bánh đi. Thì khi lắp đặt đấy thì mình sẽ để xoay vô lăng về vị trí trung gian hoặc là xoay hết hành trình, sau đó các bạn cũng để nghiêng hết hành trình như này. Thì cái này lúc lắp đặt thì mình vừa lắp mình sẽ vừa tính toán cái làm sao cho vô lăng nó đánh đều, thì cái đấy là dễ thôi. Đây là toàn bộ một cái bộ để chuyển đổi từ ghi đông sang vô lăng hoàn chỉnh. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại thứ hai là 0966 818 955.